Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Rồi, ok. Giờ là chúng ta sẽ cùng soi hàng một cái ạc mà đường môn bảo vũ tầm khoảng 13x. Đường môn thì của chúng ta thì đam to thiệt, nhưng mà chúng ta nó không có kiểu như là nó dựa vào cái thằng này giúp hồn mặt ảnh để nó giật đam là nhiều. Không có kiểu như là theo như cảm nhận của cua, nó không có quá độc biến so với cái thằng con lông kiếm hay là thằng nhẫn đao, hoặc là thằng hoa sơn, nó hoa sơn khí, hoa sơn kiếm là đều mạnh hết. Thằng đồ môn á thì nó đem đam của nó đều, nhưng mà nếu như anh em mà không để ý á, nó giật lên cái bảo vũ lưu qua đây, nó giật lên cái nhíp hồn vật ảnh này á, sẽ cực kỳ mạnh luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem môn phái đồ môn của anh Nguyễn Vương Gia CVS 76, anh ta build cái gì nha anh em. Hiện tại thì anh Nguyễn Vương Gia đang là top 1 lực chiến, 1.422.484 lực chiến môn phái đường môn. Hiện tại thì anh ấy đang sở hữu trong người cường quá 30, khí hồn 12, cụ thể là 124 cấp, khảm 13, là anh ta đã vượt qua cái mốc là 30 viên 8 sao. 30 viên 8 sao là ít nhất là được cỡ 5 rồi. Bây giờ được 17 viên 9 sao là ít nhất là được đội 6. Cái gớm quá. Đam của anh ấy, đam là 8k3, đang đứng ở trong vòng của con hoa sơn khí. Không có hoa sơn khí thì đam của anh ấy còn 7k6. Sinh lực là 90k, sức mạnh là 1k8 30, sinh khí là 774. Anh này máu khá là nhiều nha, sinh khí thấp nhưng mà máu khá là nhiều. Thương pháp là 495 điểm, anh ấy tăng là full sức mạnh luôn. Anh em lưu ý là với cái môn phái đường môn ở Võ Lâm 1 Mobile thì nó không như là ở Võ Lâm 1 PC. Chúng ta không có tăng thương pháp, chúng ta sẽ tăng full sức mạnh nha. Rồi, coi thuộc tính khác thì tấn công cơ bản của anh ấy là 130%, sinh lực cơ bản là 139%. Tấn công cơ bản có ở đâu? Thứ nhất là có ở trong cái chiều tầm nhãn sẽ tăng 80%, đúng không? Rồi tiếp theo là anh ấy lên 5 món đồ hoàng kim là có thêm tấn công cơ bản nè, là 120% rồi, đúng không? Tấn công cơ bản 40% là món đồ hoàng kim. Tiếp theo là anh ấy dùng cái mặt nạ, thấy không? Mặt nạ này thì anh em có được bằng cách là gì? Vô cửa hàng, vô cái tiệm sư đồ. Chúng ta nhận đệ tử á, có cái tiệm sư đồ nè. Khi mà đệ tử xuất sư ra mình giao nhiệm vụ tuần, hay là đệ tử mà nó có hồi báo nhiệm vụ rồi đó, anh em sẽ có được cái điểm sư đồ này. Bỏ ra 10k mỗi tháng mình mua vô, mang cái mặt nạ vô thì chúng ta sẽ có thêm sinh lực tối đa các bạn và tấn công các bạn. Ok ha. Ngoài ra thì 5% còn lại sẽ có trong cái đại lực hoàng. Đây, đại lực hoàng 5%, thấy không? Mua những cái món quà ngày thì anh em sẽ có được cái đại lực hoàng. Chính xác là 579, 116% chính xác. Né tránh là 1k3, 37% né tránh. Khá là nhiều đấy, không ít đâu. Để mình xem anh này ảnh được bao nhiêu. Với cái giới hạn cấp hiện tại của anh 134, nếu như mà anh ta muốn chính xác cao, hay là... Thôi khoan đi, chính xác vậy là né tránh thì mình khỏi nói đi ha. Bây giờ anh ta bỏ qua né tránh là 618 điểm. Đỡ đòn có lấy 5k1 và đỡ đòn miễn thương là 1k7. 5k1 này là sẽ là 30% tỷ lệ kích hoạt đỡ đòn, khá là cao đấy. Và khi mà kích hoạt đỡ đòn lên thì nhờ cái đỡ đòn miễn thương này nó sẽ làm giảm đi sát thương phải chịu. Giảm sát thương phải chịu. Ồ, hay vậy, ghê nè. Khi kích hoạt đỡ đòn giảm sát thương phải chịu. Ồ, ghê không? Hết gì hết nó hết để là giảm sát thương đánh thường phải chịu rồi, thấy không? Mina Game có lắng nghe cái đỡ đòn của tôi anh em, thấy không? Cái clip đỡ đòn của tôi á, đúng luôn á. Đây là gì? Tỷ lệ đỡ đòn đúng rồi nè.
giảm sát thương phải chịu, chính xác luôn. Ôi hay quá, hay quá, đúng luôn rồi đó. Rồi ok, chí mạng là cái gì? Chí mạng 1988% chí mạng, ghê thiệt. Để coi coi, với một cái nhân vật 134 cấp như là của anh Nghiện Vương Gia này thì với 100% chí mạng anh ấy cần phải có là 2224 điểm, 2224 điểm mới có thể là 100%. Hiện tại anh ấy là 88%, quá cao luôn anh em. Sát thương bạo kích của anh ấy đang là 1284 điểm, 253.96%. À, được ha, này ok á. À, nếu như mà anh ấy muốn là full sát thương chí mạng thì anh ấy phải có là 1668 điểm sát thương chí mạng này mới được 300%. Thì cái này tại sao mình biết được, mình có làm một cái video tính toán về những cái công thức này á, thì anh em có thể xem lại video đó nha. Rồi kháng chí mạng, anh ấy là khi bị tấn công đòn chí mạng, thấy không, là giảm tỷ lệ kích hoạt đòn chí mạng là 18.44%, miễn sát thương chí mạng, giảm sát thương đòn chí mạng của đối phương. Này là 410 điểm là 18.44, này là 110 điểm giảm 13%, hút sinh lực của anh ấy là 0.79, bỏ qua kháng kim, yeah, có luôn hả, bỏ qua kháng mộng 297 điểm. Kháng của anh ấy khá là đều nha, kháng là 2k7 trở lên, kháng khá là cao á. Đối với một môn phái đồng môn, đa phần đồng môn là họ sẽ không biểu kháng đâu, mà anh này biểu kháng khá là cao, kháng thổ 3k2, kháng hỏa 3k1, kháng thủy là 3k, cường quá ngũ hành là 1k luôn, quá ghê. Cường quá ngũ hành 48.88%. khi mà anh ấy đánh vào những môn phái hệ thổ thì sát thương của anh ấy sẽ tăng thêm 48.88%, mà khi mà hệ thổ đánh vào anh ấy thì sát thương sẽ giảm xuống 48.88%. Anh này có xài một cái gì đó hệ mộc đây, đây hệ thời gian thổ thương này, không lẽ là xài cái vũ khí kim hay là cái áo kim này, chúng ta sẽ cùng xem nha. Tỷ lệ suy yếu đây, thời gian thổ thương giảm rất là cao là 1412, vậy là khả năng anh này xài cái cuốn bí kíp tăng chí mạng với lại thời gian thổ thương giảm. Thời gian làm chậm giảm 1135, khả năng anh ấy xài tấn công khai tất cả, thời gian làm chậm giảm đúng không, và thời gian suy yếu giảm là 1166. Ok, nó sơ sơ và vậy thôi. Bây giờ coi đồ của anh ấy nè. Đầu tiên, đúng rồi, anh này xài ở bên ngoài đó chính là cái vũ khí hệ kim. Có thể là khó kiếm vũ khí quá, có cái vũ khí hệ kim này xài luôn rất là ngon nha anh em, ba dòng ngon cực kỳ luôn, tấn công sức mạnh với lại vật lý ngoài công. Tiếc là cái dòng sức mạnh này màu tím, nếu như dòng sức mạnh này mà nó là màu vàng một cái là quá ngon luôn. Với cái sức mạnh mà màu tím như thế này á, chúng ta đã bị mất bao nhiêu, là 99 trừ cho 81 là còn 18 điểm sức mạnh đúng không, 18 điểm sức mạnh đối với 130 phần trăm tấn công cơ bản là chúng ta đã mất đi là 41 điểm tấn công, chỉ có một dòng này bị xịt thôi, mất 41 điểm tấn công, ghê thiệt. Rồi qua phần cường của anh ấy biểu gì, bảo qua nó tránh sức mạnh tấn công chi mạng biểu cực kỳ đam to luôn đúng không. Rồi qua cái nhẫn trên hệ thủy là sức mạnh tấn công sát thương chi mạng sinh khí hút sinh lực và né tránh, ok đẹp ấy, đẹp đẹp quá trời đẹp. Bảo qua né tránh sức mạnh chi mạng tấn công, cái bao tài hệ mộc tấn công sinh khí sinh lực tối đa cơ bản thân pháp kháng thổ và chi mạng, né tránh đỡ đòn kháng chi mạng và thân pháp. Anh này khỏi cần build mấy cái đá sinh khí luôn á, máu quá trời cao rồi, chín mấy cả máu. Bây giờ có trong dòng của con hoa sơ khí lên 100k. Rồi qua cái nhẫn dưới, nhẫn dưới đẹp nha, nhẫn dưới hệ quả là tấn công sức mạnh chí mạng, đỡ đòn miễn thương là rất cực kỳ quan trọng luôn, đỡ đòn đỡ đòn miễn thương kháng chí mạng miễn sát thương chí mạng. Nếu anh em muốn trâu build những cái đó mạnh lắm, trâu lắm. Phản đòn cận chiến nè, sinh lực tối đa nè, rồi chí mạng sức mạnh tấn công bỏ qua né, ok rất là top luôn, build rất là hay nha anh em, top lực chiến mà còn build như vậy nên là mạnh khiếp khủng luôn. Rồi qua dây chuyền hệ thổ là anh ấy sử dụng là đỡ đầu miễn thương nè, sức mạnh sát thương chí mạng sinh khí đỡ đầu miễn thương và chính xác, quá ngon quá ngon. Rồi
qua bỏ qua né tránh sức mạnh tấn công chi mạng và cái áo hệ mộc. Cái áo hệ mộc này là bỏ qua né phản đòn tầm xa sinh khí độc sát ngoại chí mạng né tránh. Bắt đầu từ ngày 1/7/2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Đỡ đòn để tránh sinh khí kháng chi mạng. Có đào đầu nhiều nha. Hằng đường môn này nó trâu. Thứ nhất là nó sẽ có cái chiêu hấp tinh trận này nè. Khi mà chúng ta dưới 25% cho tỷ lệ kích hoạt lên là 25% sẽ kích hoạt bằng cái chiêu này. Với cái việc mà 134 cấp này mà chúng ta có thêm 4500 đỡ đòn và đỡ đòn miễn thương. Nếu như mà dưới 25% nha, để coi coi. Dưới 25% máu thì đỡ đòn của nó anh này hiện tại là 5158 đúng không? 5158 134 cấp 5158 cộng cho 4500, nếu mà kích hoạt lên chiêu kia là anh ấy sẽ có 57.9% tỷ lệ đỡ đòn nếu kích hoạt cái chiêu này lên hấp dẫn, thấy không? Và đỡ đòn miễn thương của ảnh anh ta sẽ có là 1729 cộng cho 4500, anh ấy sẽ có là 73%. Ủi cao dữ vậy, 73% lận á, 73% giảm đam. Ui kinh khủng vậy ta, ghê à. 4500 để đầu biến thương quá ghê luôn á, hàng chi giảm quá trời giảm luôn đi, quá kinh luôn á anh em. Đường môn nếu mà dưới 50%, 25% máu kích hoạt lên cái đó theo cái hạt này thì sẽ giảm cực kỳ nhiều luôn. Quá nhiều luôn á. Quá ghê, quá kinh khủng. Rồi, ok, qua cái nón. Cái nón hiệu quả tấn công nè, sức mạnh nè, miễn sát thương chi mạng, thời gian thọ thương giảm nè, sát thương chi mạng và chi mạng ngon. Ngon phết. Đúng ngon luôn á. 6 dòng không phế dòng nào luôn, sức mạnh tấn công là có đã quá nhiều đam đúng không? Rồi, sát thương chi mạng là thiên về đam luôn. Miễn sát thương chí mạng là một cái thiên về phòng thủ, thời gian thọ thương giảm một cái thiên về phòng thủ, một cái này là do là khống chế, giảm khống chế lại, quá ngon luôn em, 6 dòng cực ngon luôn, cái nón này tiền không. Rồi né tránh đỡ đòn kháng chí mạng và sinh khí ạt mày châu khiếp khủng luôn á, tức là châu luôn á anh em, phải nói là vậy. Rồi qua cái đôi dài hệ thổ, đôi dài hệ thổ là tấn công nè, chí mạng, sát thương chí mạng, né tránh, kháng thủy, nội lực tối đa, đỡ đòn kháng chí mạng, né tránh và thần pháp. Qua cái ngọc bội hệ kim, sức mạnh, sát thương chí mạng, tỷ lệ suy yếu giảm, hút sinh lực tối đa cơ bản, né tránh, bỏ qua né tránh, tấn công chí mạng, sức mạnh. Qua cái đai, đai hệ thủy là sức mạnh, chí mạng, bỏ qua né tránh, sinh lực tối đa cơ bản, kháng hỏa và sinh lực, thân pháp, né tránh, đỡ đòn kháng chí mạng. Quá, anh này anh build là một là sức mạnh, hai là tấn công rất là nhiều, ưu tiên chí mạng với sát thương chí mạng rất là cao luôn đúng không? Còn có một cái này chúng ta nên xem, đó chính là cái điêu khắc này. Cái điêu khắc này những anh em nào mà mang trang bị bậc 6 thì nó sẽ có 2 dòng, thấy không? Đó, mang trang bị bậc 7 nó sẽ có 3 dòng. Anh em nào mà chơi theo cái dạng mà ban đầu á, anh em cứ nâng một nấc thôi, bỏ 10 cái này nè, nâng một nấc nó lên hơn xui, có khi lên 1%, có khi lên 1.5, nâng này xong xuống đây nâng. Nâng này xong xuống đây nâng. Đó. Rồi, anh u ghê thiệt, anh này anh lên 5% luôn phải nồi. Rồi xuống đây, nâng này, thấy không? Nâng một nấc thôi anh em, một nấc thôi. Chúng ta lấy phần trăm ít nhất là 1%. Rồi, sau đó nâng cái này, thấy không? Nâng cái này một lần. Nếu này 1%, 2%, 3% là mỗi cái 1% á, như này là 4.5% này, đúng không? Lời hơn. Rồi, cái này thêm nâng này nữa. Đó. Nâng chỉ cần một cái thôi anh em, một cái thôi. Nâng này luôn, một cái thôi, cho lên 1%. Tại vì cái lần đầu tiên nâng thì mình thấy đa phần là 100% hết trơn á. Nâng này. Đó, nâng hết đi, cho lên 1%, chúng ta tăng thêm mới chỉ số nữa. Anh này anh chỉ nâng á. Để có thể là chút nữa anh sẽ nâng này. Rồi, qua cái bí kíp anh này đang xả gì?
Hiện tại anh này đang xài cái cuốn bí kíp, đó chính là Bắc Minh Thần Công. Giang hồ chính thì có tấn công kháng tất cả, thời gian siêu giảm. Rồi à, cái chiêu này chí mạng, thời gian cầu thường giảm ngon quá trời, quá trời quá đất luôn. Huyền Minh Trưởng tấn công kháng tất cả, thời gian làm chậm giảm, ok cũng được. Và thêm một cái này, thiên la đi vòng, độc sát ngoại, độc sát nội, bỏ qua kháng mộc và tỷ lệ về suy yếu. Ồ, có kinh Minh Trưởng nữa. Rồi cái này đã cầu mỏng nữa, này kháng ui khủng khiếp thì anh em, quá trời quá đất luôn, phải nồi thì ghê thiệt. Hai cái kinh điện trưởng luôn, ô hai cái này luôn, kinh thiệt. Đúng là dân thứ dữ luôn anh em, đúng dữ dội luôn ha. Với người gấp rồi, giáo công thì đấy tăng là tăng chiêu đánh thường đúng không, mình loạn hoàng kích nè, bảo vũ nè đó, đúng không, tu tiễn nè, bạn qua thiên vũ tầm nhãn to độc thực với phòng ảnh và hấp tinh trận và tăng thêm mê tôm ảnh là ok thôi. Kỹ năng bàn, để coi kỹ năng bàn anh ấy tặng gì. Kỹ năng bàn là chế phù là 80, điện thoại 100 hết luôn rồi. Cái luyện cấp này không có tăng, quá dữ luôn. Còn gì nữa không ta, hình như hết rồi đúng không. Phi phong là phi phong phải quan cực, rồi con người phiên vũ có thêm cái ngũ hành ứng. Cái trang sức này là vô thi đấu môn phái top 16 sẽ có. Đây là cái nhân vật đồng môn, mình cảm thấy là build cực kỳ chuẩn luôn, rất là chuẩn luôn anh em, quá ghê gớm luôn, vừa trâu vừa đam to nữa. Anh này mà anh chơi thiệt cái dạng nên là chơi cái nỏ mà nỏ hệ mộc đi, nó tối ưu hơn đam nữa, là đam sẽ to cực kỳ luôn. Mình nghĩ là anh này chắc hết không có nỏ ngon á nên mới xài tạm đây thôi, chứ mà có nỏ ngon thì sẽ khủng khiếp nữa anh em, quá ghê gớm luôn, quá kinh khủng ha. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.